Hello, xin chào tất cả các bạn thân mến. Hôm nay sẽ không có clip gì up cho bạn xem buổi chiều nên mình sẽ đánh liên minh up cho anh em xem đỡ buồn không? Ok, đánh với mấy ông bạn. Lên chào mọi người, mình là Minh Báo. Mình đánh là mình đánh rất là gọi là trẻ trâu phải không? Cho nên là các bạn xem là các bạn phải thông cảm nha. Mình nhận đồ ra là biết rồi. Cái tiêu đề này là những thằng ngu thể hiện là... Các bạn thấy mình lên nhận đồ ra là các bạn biết mình rule the world rồi. Thắng rồi, pin cho nó vui rồi. Thắng có nhiều cảm nghĩ gì về trận đấu này không? Tao cảm nghĩ là được về trận những thằng ngu thể hiện. Mày á, mày đánh mà mày hả, gọi là ngu người đi. Không có lít văn mà tao mà người ba. Thắng à, bình hơi lên trận. À, các bạn xem đồng mạng nó chửi mày. À đẹp mày. Giờ nó cộng đồng mạng hôm nay chửi nó đó. Không biết là nhà các bạn có mưa không? Nhà mình đang mưa. Tâm bên tao cái mày. Đèn lên nè. Ui tâm kìa, phát skin kìa. Tâm phát skin như cái tớ thường quá. Ghê. Các bạn nên tập trung vào trận đánh đi nha các bạn. Các bạn hãy nhắn Rồi mạng lắc quá, tao tắt Facebook đây. Mạng lắc liên quan gì tới Facebook không? Có, không? Để hai ba cái lượt. Ok, bây giờ mình sẽ cho các bạn xem thế nào là hả Leona biến thái không? Lên đồ biến thái. Tại vì mình thích như thế, mình thích thì mình lên thôi chứ không có quan tâm tới thằng nào chỉ dạy hết á. Mình thích thì mình quất nó thôi. Mình leo một lên quất luôn mà. Mình thích thì mình quất thôi, mình không quan tâm. Mình ghê quá. Đánh như vậy á, team bạn mới sợ. Còn đánh mà hiền quá, team bạn láo lắm. Rồi, dạ ba, tao nghi chắc là bạn remake quá. Remake gì ba? Nè, HB mất tiêu. HB mid nha. À, mình sẽ thông báo với các bạn là hả, một chiến sự ở boss là không có địch thủ nha. Là cái clip này tổ nó còn gì vậy? Tam đi thắng, tập trung chuyên môn đi cưng. Tam nè. À tao biết HB nó đâu hả ơi. Đâu? Chút gần cái lỡ đụng gần chết quen gần rồi. Quá bạn ơi, tuyệt vời. Nè nè HB nè HB nè. Đâu HB đâu? Mãi tao nói đúng không? Mãi tao nói đúng không? Hai tạ AD luôn vui thế. Chắc là lập đầu chủ chết rồi. Thì biết là tôi lên đầu biến thái này trang minh luôn. Thắng lắp hết rồi nha. Không có spam rip nữa. Rip cao rồi đấy. Tất ngu vậy. Thì nó gai à. Đúng rồi, đánh như vậy thôi. Đừng có spam rip, ok. Are you ok? No. Nữa, sao mà cứ spam... Spam kiểu này làm sao mà rip nó lên được. Rồi mà sao, tiền nó 2D nó đẩy nhanh lắm. Kệ nó, lại đi. Chạy té đáy là con mèo. Thôi là thưa mày. Trời ơi. Ờ, đứng nó đâm hơn đứng mình phải không? Thôi, mình tính lại đi anh em. Đã có tôi đây rồi. Nó trap nha. Ôm trụ, ôm sụ là sở thích của mình. Đấy, thấy chưa? Đấy. À quên, nó có mắt trong đây, không núp vào đây được. Đừng có núp vô trống, có mắt không, cắm vô đi. Thôi đi về đi. Ôm trụ là sở thích của tăng cơ, hiểu không? Đấy. Ui da. Lùi xuống hả? Mấy pho tool này lên đồ gì vậy? Biến thái chàng mày đó, hên quá. Mấy pho tool lên đam luôn à. Mấy pho tool lên đam luôn, team nó 2 AD à. Nó biến thái chàng mày á mình. Team nó không có tăng ca. Team mình 2 AD rồi bạn. Mới biết rồi. Ừ. Trời ơi. Mày làm gì mày để nó quất mày dữ vậy? Quất máu đi. À thằng nó bị máu rồi bạn. Tao khốt máu mày. Hôm nay là từ mai chắc chẳng là từ sao của từ từ. Ôi trap kìa, man. Đừng đạp vào trap nha, man. Con team ta đau quá mà. Cứu, mình không cứu nổi bạn đâu. Hay lắm, Lee Sin tuyệt vời lắm em. Giúp boss cây coi. Hay lắm, Lee Sin xuống kìa, Lee Sin xuống kìa anh em. Chuẩn bị củi lửa đèn dầu. Chơi. Đừng tin tưởng nó quá. Nó rất là hay. Nó đánh tốt mà. Ô, mẹ nó biến về. Dạ, nó đánh ngu đâu. Thôi được rồi, Lee Sin nó về máu rồi. Mà nó cũng không hay quá thôi. Còn máu rồi. Ui da. Máu quên cậu cái cháu đây. Mày ẩu vậy. Tóc bí lên, cầu được cái tóc tiếng. Thôi đi rồi. Đứng ở đó farm thôi, đừng có lên nữa. Đèn nó to lắm. Ủa có cộng ngập tóc đánh làm sao thấy đánh chậm quá. Báo tin vui nha, tên nó không có AB.
Có chuyện đạp cháp là sắp mặt đấy. Cái gì cưng, cái gì cưng, đưa ra đây chị đi cưng. Trời ơi, quất cái mày đến vậy sao ta lách hit mình. Cần gì lách hit. Game này chơi là không có cần farm. Đấy, cảm ơn. Fucking wow. Cái gì cưng. Đập sắp mặt đó bác. À, mình chơi chọi à. Súng nó mình rồi. Chơi chọi mày. Thôi được rồi, giao lưu với em tí tí thôi. Em nốt vào lính này về. Lát hit thôi, tao nói rồi ha, hồi nãy giờ nghe lời tao lát hit ngon. Đấy, thấy chưa? Đấy. Ui ui ui, chết tôi. Phải. Cắm mắt đi cha nội. AD không cắm mắt gì hết, đánh gì vậy? Kích. Trời ơi, farm kìa. Trời ơi, lắm. Trời ơi, lộn chứ lắm vô. Trời ơi, ít lính nữa kìa. Đây là đầu game thôi, không mày cứ bình tĩnh. Cuối game đang này thôi, chạy. Chú đừng có lý sự. Nào Mr. Tool nó có công ty là mày tắt biến luôn sẵn sàng không anh? Được thân yêu đâu mà xuống găng đi. Sao mày vậy lại, giờ tao farm hơn AD nó được cho mày. Phải không? Ba 27 thắng farm nhiều. Trời ơi, 31 nhiều quá à. Rồi, hơn một chỉ số lính con đàm mày hơn nó 20 vàng. Nhiều quá. 20 vàng nó nhiều cái nào không? Ok. Đá mặt nó đi. Mà sẽ thông báo là mid mid AD tại bot. Đó, chạy ra. Ui. Để không lấy. Ờ, mình đánh là mình phải thông báo tới, cho anh em. Mid bot nè. Đấy. Mid bot cho nó về. Bây giờ support ra farm nè. À. Rồi, support rồi ba. Đấy, farm học hai con. Tuyệt vời. Quê farm lính ơi trời. Farm gì ăn chú ăn kịp không mà chú nói. Đây nó ra hay gì vậy tao nghe. Đây nè. Mắc hết rồi ba. Ơ sao đám bự thế. Đánh AD mà farm hết rồi lấy gì support farm ba. AD không farm thì làm gì mày. Trời ơi phải cho người ta ăn tiền chứ. Support chứ cũng phải cho người ta. Con nào mà nhắm tao không được hả mình. Mày ăn bào luôn đi. Nhắm ăn không được thôi nha. Chứ không phải là gặp con nào cũng ăn hết. Ok, vậy là một bãi mình chỉ ăn hai con thôi được không? Không. Đấy, tự chứ ăn không được con đó mình lụm luôn. Còn lại tăng được mày hả còn quýnh đâu. Nó fucking. Ê, tao không ăn nha quỷ. Không, nó là mấy kia nó kìa, ai chửi mày đâu. Ê, ê, ăn con kia xong ăn, trời ơi, phá bậy gì cho nổi. Tao bấm con đó và tao bấm ma mà. Ê, rừng chuẩn bị ăn đi. Đề nghị thanh niên rừng chuẩn bị găng về một tương lai tươi sáng. Chừng nó này à, mắt gì hả? Mắt. Rồi rừng mắt tờ gì 21 quá, là. Tin vui đây vậy. Ồ tin vui lại về với bản làng chúng ta. Cái mắt đây thanh móc về lắm. Nữa. Đây này, cái mắt đây này. Đó gì nè. Đâu gì đâu. Đâu. Nó mít kìa. Nó mít á, nó mít á. Cẩn thận nó xuống á. Rip mình cao rồi kìa. Ở đây cấp 6 rồi, ngầm thông báo nha, xíu che chở cho nhau nha. Nó cấp 6 rồi kìa, tao với mày mới cấp 5 á, mày lo thân mày đi. Rồi tao cấp 6 rồi. Rồi tao còn 2 nghiệp nữa, 2 3 nghiệp nữa. Đi lên hit đi, ừ đứng đó hit đi vợ đi. Khỏi cần khỏi đánh. Hit thôi. Hai bạn này. Đấy, bậy đấy. Ôi. Hên quá, bạn xui đuổi mình không thôi là mình ơi. Bạn xui lắm đuổi em. Mình là mình dính à. Hay lắm em. Ồ, Lee Sin nói là Lee Sin sẽ đến trong vòng hả? 10 giây không, nữa các bạn chuẩn bị chưa? Thắng nha. Tô má đứng sắp combat rồi đấy. Lùi xuống. Sắp combat rồi đó lên gì. Rồi. Ngu à. Rồi. Ngu à. Tự nhiên fit lên. Đào. Đấy. Rồi. Chơi. Rồi quy. Chơi. Đập đi. Ê. Không. Không, tại nãy đứng đây nè, tao bắn đẩy nó về đây, tự nhiên tắt biến nó kia. Rồi, nó tắt biến chịu thôi, sao vậy? Cảm ơn. Ê, trời, mổ áo vậy. Ê. Trời ơi. Má. Thôi đi về đi cưng. Thôi đi về. Làm á, bạn mình mất tắt biến hả? Quá. Cứu rồi mà cũng không chịu về. Một dòng máu trẻ trâu đang chảy trong người của thằng Lee Sin. Ủ hết cái hai phép của tớ. Mất kìa. Mít nó xuống thì sao ấy? Mít nó này à? Cái gì vậy? Hoặc là nó ăn rồng. Không ăn rồng đâu. Lee Sin còn máu ăn rồng. À, thằng gì? Ừ. Cẩn thận nó chụp đầu mày đó. Tiếp thằng AB nó về ba.
Team nó hả? Linh Đam không ạ? Có một thằng xài phép thôi. Mà thằng xài phép cũng phế rồi. Không biết nó có mắt ở đây không nhỉ? Mày! Ê! Về đi! Hello ấy! Hát tao hát mày nè! Hát mày nè! Về đi! Chạy thằng hả không? Ghê không? Chú cứ đứng ở chỗ quay đang đang mà lao lên! Chạy bên này! Chạy bên này! Xin đánh bộ quá! Nãy làm tao pha đó tao bị mất 2 spell! Mày chưa lên đồ đó mình nè! Hello mẹ! Le tao không? Hello mẹ! Hello man, hello man. Ui da. Ơ, đạn chúng bắn rồi. Ui da. Ơ, sao chúng mà không lên máu vậy? Em yếu vậy. Ơ. Chú bắn lên. Ui da. Sao mà chúng được anh? Thẳng đầu xuống mày, Li Xin đâu kìa. Tình yêu của mày xuống kìa. Li gan cái đi em. Gan cái gì? Rồi. Nãy giờ nó gan hai lần. Bị gan lần. Gan mất công, tao mất tóc biết màu máu đi. Ơ. Chơi nhau thế. Chơi nhau thế. Biết mà tôi nó lên rồi hả? Chụp nó. Thank you. Đó lên rồi, lên bãi này kìa. Cảm ơn thân mến. Đồ. Phát nó nổ một cái và hết hết đắp kín luôn. Rồi cảm ơn. Rồi. Xì. Ôi ê ê có thịt kìa. Biết mà tôi ra hiến mạng cho phải. Ghê vậy, ghê vậy, ghê vậy. Cú tuẩn ghê vậy. Cú tuẩn nào. Thắng rồi nha. Tao về đây. Cú bự ba ơi. Nhỏ cú tuẩn ba. Về đây chú đánh sao đánh đi nha. Gái mà. Ok bây giờ anh sẽ lên cái đồ nào mà động cái chất trẻ trâu đây. Mình lên theo shop nha các bạn. Đây này không biết dạ. Đồ. Chủ hoa lê mình. Ông ta đang ta đang chủ hoa lê đang chủ lên. Y chang bên đó là mày. Chủ hoa lê là mày chậm chậm nó hết té luôn các bạn. Ơi. Chủ hoa lê hoài chán lắm. Mình phải đổi ra một cái cách gọi là lên đồ mới. Đấm vô cái mù thủy cho tao. Bằng cách lên đồ theo shop là sẽ tốt nhất. Hay quá. Đấm vô cái mù thủy mình. Trời ơi, OS Real Team nó 4-0 rồi, hay quá vậy. Á đù. Li Xin thực hiện một pha ngu người dưới đây mà hành mấy con gà hay quá ta. Đây 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 đây, thẳng thẳng chuẩn bị thẳng tao câu tì rồi hả? Li Xin mất hay luôn mày. Ê ê có KD nó mày. Đánh không, đánh không, đánh không. Hầm hầm hầm. Trời. Này nó có ulti ti nè con, nó nhờn nhờn đi nó bắn ulti tê giái luôn. Ulti kệ ulti chứ trời, một khi bố đã mày. Mày đau vô mày đợi thằng nào thằng này ulti mày hả ulti nha. Cái gì quá. Chơi phải tính toán. Thôi mà chờ Li Xin đi, mệt quá. Ờ đó đó đó, lát hit thôi, farm lát hit thôi, về đây nè. Ôi. Ừ rồi farm lát hit, lát hit nha. Bạn biết định nghĩa chữ lát hit không? Ơi, tao để tiền lát kìa. Từ từ tính hết, tắt tiền lát đi mà. Trời tắt được đánh xin xuống gà cưng. Trời ơi. Chơi. Lại chả chơi. Xin ra đây mình. Dính. Đó, ngậy chân cái tâm luôn. Trời đất ơi. Tao lăn nữa không kịp luôn. Thăng có phục biến nhiều. Ai nói gì đi. Tốc độ dưới ra quá nhanh. Ai nói gì cái coi. Cảm ơn. Ở mid fortune. What the fuck, sớm chỉ cho em kêu ăn thì sẽ tiền trời. Cậu thích, cậu thích con này không? Ờ. Sao không cho tớ. Ăn lẽ view có tiền chứ. Ai đây farm mít tôi trời đất ơi farm kiểu đó ai support lấy gì sống mày. Nữa. À, con này bỏ hả mày. Đây 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 có thịt kìa. Có thịt kìa. Thôi, hello mày. Nó đập tao một cái không? Hơi của mày nó. À, nó tên le đi rồi. Con này của tớ, con này của tớ. Fuck you. Tao biết con kia mất là tao chuyển qua con này. Còn muốn tớ phá game không? Muốn. Nếu mà mày phá game thì view của mày sẽ tăng lên. Ê. Khỏi trần nha, con này có ulti khó chịu lắm mày. Tao không có ulti đâu. Tao không có ulti vậy mày. Ulti của chú thì chạy được niềm tin với nó. Ulti của tao cũng tàng hình vậy. Cảm ơn. Ủa sao ăn được vậy? Tao mày đánh nó chưa chết ba. Ê, ê, có thịt kìa. Nó bay ra bay vô. Con này hết bay được rồi mình. Thở máy đi mình. Cái này có ý đồ gì? Mắt gì đẹp. Mình xin thông báo là Master G ngoài mid nha đang có combat kìa. Combat. Thắng, lát hết thật cưng. Chú thấy à dính dẹ lẹ không về mày lên bên đó không? Ô về làm gì? Về tìm đồ ra đây tầm ở đây. Ở đây. Cái điệp. Nè con này đang đi. Cảm ơn. Lũ đạn. Rồi không học luôn. À tao tới bụng không? Nhưng tao hết 11 con của tao. Chết luôn. U da đau quá. Tao cũng đau. Một con đó là tao thua tính không? Tao thua nó 10 con rồi. Như mày. Ủa mày mày thua nó 10 con hả? Ồ nó lên đồ mạnh hơn mày nhiều quá thắng. Đừng đánh nhau nha cưng. Đó chỉ là đầu game thôi, hiểu không em? Trời ơi, thôi 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 thôi.
What the fuck, anh hiểu không em? Thôi thắng, chú đừng có biểu diễn cái trình cua bắp của chú ra. Nó bắn cái đầu chú. Không, tại bây giờ tim nó không có biết chân tao ta sợ à. Xin nhân à. Grip lên cao không muốn, sao muốn đẩy cao lên chi. Rồi, xin nhân gì chứ. Ui. Ui. Xin nhân này nha, rồi thắng rồi. Nó chạp đây mà thắng ơi. Dương hai tao lên trời đó. Nó sợ quá. Đó, dương hai tao lên trời. Nó sợ quá. Trời ơi, tao đau quá mà. Ui. Bùm. Hay lắm. Lụm đi thắng, lụm hết, đây để tao thắng cho. Để tao, để tôi, ấy cảm ơn. Không, để dính lại vũ trụ cho bạn. Đi thắng đi. Cho bạn. Cho lấy thôi, đời này ai cho tốt lấy. Tốt không? Như support farm. Em mình tap farm thua nó 20. Xin cảm ơn, ủa sao mày không cho. Ơ thằng này nó bú đời kìa. Xúc ra. Thì nhà mày mua cái máy quét là mắt tím gì mình. Đưa nút bụi cắm vô. Là không có thằng nào biết mày em nói nha. Cảm ơn. Mày cho mày nè. Đấy, thấy chưa, lần này anh ăn được. Mày ăn không được, cắt cu mày luôn. Thật sự các bạn nãy giờ nhìn như vậy thôi, thật sự mình là AD chứ không phải. Mình lên hấp đó mình. Hấp tao, lên hấp. Tao hấp à. Ừ, dài chứ. Lấy của mình hấp chủ gì sao hấp mà Vin à. Hấp đi, tao đẩy vô tường á. Phải không? Chơi. Chơi. Ôi. 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 Ra đi, ra đi, ra đi. Bị 1000 máy tia sáng. Rồi, mà máu tới cái. Vì một cuộc sống không sao găng. Xin cảm ơn. Mình với ai là nhà chính trị gia mà. Nhìn tóc ấy à. Còn phải làm một việc ý nghĩa. Mình nát nhà là mình. Ai quét nhà. Ôi, nhìn tóc là. Hả? Hả? Mà hô với lớp tao mày chơi xe da nó cam chứ không? Sắp đánh hay như vậy. Không, lâu lâu mới gặp được bạn đánh hay mày tớp. Nãy giờ không nào quản lý được tớp chứ không à. 17 phút mới đẩy tới đây rồi nè. Mà bữa đó mình 10 phút mình đẩy tới đây rồi hả? Không, mình lên đồ rồi. Phút đẩy muốn banh cái trụ thì ba. Mà tại mình không muốn win, mình muốn win ta kêu quá đó. Mày nói nhiều quá, mày nói nhiều. Hai bên tao kêu với ba cái qua ra kêu phê. Trời đất ơi, phiêu ra cái gì mà 10 năm ghê vậy nè. Mình phát 10 năm. Đây nè, có flu. Flu. Quất nó. Ôi, ghê ơi. Tóc biến lên chém người ta đấy. Này. Ôi trời ơi, em đánh chết. Rồi, ổn trọng tao đâu ê. Em chết cả. Bên banh nhà là. Ê, có địch. What the fuck, có địch. Chụp ra đi. Đánh đi, chủ thằng Lee Sin nó đá. Sao nó không đánh? Đồ. Ủa thằng này bị đê rồi, phải đi xin rồi. Trời ta ơi. Là Lee Cod nữa không? Mít. Trời ghê, phiêu ra tự tin vậy. Chưa gì hết GG thì trời ơi, họ nó bật ngược lại bây giờ ấy. Nó bật ngược lại ha. Thấy thường những cái thằng mà đánh mạnh sáng thường thường nó sẽ bị ảo tưởng. Tỷ lệ thua nó sẽ tăng lên. Xin cảm ơn. Hồi tôi quên, nãy giờ tưởng ta Amumu không rồi. Thêm tại tướng thiên mang gì cao. Trời Amu được chặn hồi sáng. Giờ tưởng Amumu phát. Đấy, thấy chưa, tao nói mà. Cứ đánh đi các bạn, đừng sợ gì hết. Ở đây có mình rồi. Ở đây là có thanh nhân. Thôi đi về đi bạn. Về đi. Rồi đánh tiếp. Mãi mình. Vậy đánh tiếp. Phiêu ra nó đang rule the world kìa, lo gì. Ở bắt đầu rồi, bắt đầu. Cảm ơn. Anh sứ giả mà, Minh gan sứ giả mình. Ủa tao nhớ nàng quên, sứ giả không có cụm cái nhà. Cái gì tao nhớ nàng rồi mà. GG Pay Play luôn chứ, ghê thiệt. Tự tin thật. Mày nghĩ sao mình tao sức tăng được sứ giả mày. Đừng ăn ba, sứ giả không có đập nhà. Trời ơi đẹp ghê không, nằm chèm bẹp luôn kìa. Sứ giả không có đập không. Sứ mặt lờ. Dạ. Đúng nên nghĩa sắp mặt lờ. Mình giờ mình lên cái vô cặt kiếm mình ra mình à nó bậy quá, thắng nó bậy quá, anh em report thằng thắng giùm tôi cái. Đúng rồi, nó tao nói anh nó đó này. Cái này là béo dạy tao tiếp nói nè, rồi. Tiếp nè, thắng tao cũng tí thắng. Tao cũng tí thắng. Ô sao tụi bay BD vậy? Cũng có hai điện âm đâu mày đê chơi nha. Ừ, nó mày nhìn tao ơi. Tao là một người phụ nữ. Mày cũng là một người phụ nữ mà Vinh, sao mày lại cấp tính như vậy? Cuộc chiến của những người tao phụ nữ. Tao là một người phụ nữ với mọi người khác mà Vinh. Tất cả là do nhìn em vậy thôi, em yếu đuối lắm. Anh vô đó đòi thử nghe mày.
Nào, các bạn cút cút hết nha. Này dây chỏng chưa làm gì. Cút hết nha. Đây, cút cút thôi để chơi. Con người ngu kìa. Con người phụ nữ ngu 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 si kìa. Ngu gì chó. Mày, cảm ơn tao đi thằng quỷ. Tất cả là do tao quá. Đánh luôn, đánh luôn, đánh luôn đi. Rồi đập nó, sập đi. Ôi dạ, bị bắt thì gì bắt. Đúng rồi. Em tuy là phụ nữ mà em rất là bá đạo, ok. Không, nghe tao ghê không? Họ tao bắn nát tương. Nói nhá, phiêu tương lên dẫn ngoài. Ê, phiêu ra nè. Phụ nữ cầm khiên mà. Ê, đây sắp đánh với mấy ông nội. Ghê gớm không à, nước dầu quýnh à. Ủa gì, banh ở đây luôn hả? Ghê vậy. Nãy giờ mình không theo dõi trận đấu nữa. Ủa ơi. Biểu diễn cho Lâm vô. Nó đấy, tao làm phiêu ra luôn. Của Sona luôn. Mày nói nhiều hả, mày đặt. Gà. Nó chơi gì chơi win ra. Được rồi, được rồi, để anh Minh, để anh Minh. Để anh Minh. Để anh Minh. Yeah. Thấy gì chưa? Ghê. Yeah. Anh Minh đứng đó đập trụ như đúng rồi. Anh tìm chưa? Phụ nữ mà. À, một người nữ. Tính ra là tao chưa ăn mạng nào luôn đó tụi bay.